xin nhé, trong giây cùng tôi các anh chờ. Xin mời đội 3 đội 4 tháng giờ lửa cha. Xin mời đội 5, đội 6 tham dự lửa cha. Tay trái đâu, tay trái đâu.
tăng tốc lẹ lên. Xin 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 tới Phan Thiết. Xin 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 tới Đà Nẵng. Tới Thanh Hóa. Tốc tốc lên, tăng tốc lên. Tới Hà Nội. Chào mừng tất cả các bạn miền Nam ra thăm Hà Nội của chúng tôi. Nguồn gốc của lửa trại bắt nguồn từ một ngày cụ thể có thật ở trong lịch sử. Thế nào bây giờ chúng ta chơi mà chúng ta không biết lửa trại từ đâu ra? Lửa thì biết từ thời thượng cổ, nhưng lửa trại thì ở đâu ra? Thưa các bạn, ngày 31 tháng 5 năm 1907, thủ lĩnh của phong trào hiến đạo dẫn 20 em thiếu sinh nhỏ tuổi từ 12 tới 15 tuổi đi cắm trại. Và đêm hôm đó, ông đã dùng cái cách của người du mục ngày xưa, dùng một cái lửa sinh tồn như chúng ta đang chứng kiến đây để làm một cái lửa trại. Lửa sinh tồn là người ta du mục, người ta đốt đống lửa lên, tối về bắt đầu người ta ngồi quay quần bên nhau để mà người ta sửa. Người ta sợ tà ma, người ta sợ cái lạnh, cho nên người ta quây quần bên nhau. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Và ngày xưa người ta gọi là thần lửa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm với nhau. Xin mời quỳ lên. Tay lên, tay lên. Tay lên, tay lên. Tay lên vậy đó. Tay lên.
hùng ở trong cái đêm nửa đại. Nó không phải là một cái đêm văn nghệ mà phải sắp xếp trước sau là có giới thiệu trước cái tiết mục chuẩn bị mà tất cả chúng ta ngang nhau, công bằng với nhau. Cho nên khi được mời đội nào, đội đó bước ra đây làm diễn viên, sau đó trở về làm khán giả. Chúng ta vừa là diễn viên, chúng ta vừa là khán giả. Chúng ta không xem trọng cái phần trình diễn, nhưng chúng ta xem trọng cái nỗ lực của nhau. Chính vì vậy mà Lửa Thiên đã đến với chúng ta. Cái đội đầu tiên nhất là cái đội già nhất trong chúng ta.
một cái vai thâu đôi mình nào chung mình ngoan ô nào chung mình ngoan ô nào ta ngoan ô các bạn ơi ai không ra có vui được không tại sao hồi nãy đứng gần không thấy nó chúng ta có những vũ điệu và vũ điệu đó phải không có nhạc nó mới đúng với đêm lửa đại. Chúng ta bị lai căng, chúng ta làm sao để chúng ta không cần với tiện nghi mà chúng ta vẫn có thể diễn tả lại cái đêm lửa đại của con người ngày xưa. Cho nên cái nguồn gốc của những vũ điệu trong đêm lửa đại nó bắt nguồn từ những cái ăn mừng chiến công của người thanh niên, của người làm lụng đem chiến lợi phẩm ra để đây. Và rồi đêm xuống từ từ, lửa nó tàn từ từ, con nít phụ nữ đi vào trong hang nghỉ ngơi, còn lại thanh niên và người già. Người già lúc bấy giờ người thì đầy sẹo, có khi chỉ còn một mắt thôi, nhưng mà kinh nghiệm thì tràn đầy. Người già mới bắt đầu kể cho người trẻ nghe những cái kinh nghiệm sống. Cho nên ngày hôm nay trong một đêm lửa đại, chúng ta có những câu chuyện, mà cái câu chuyện nó phải có bài học, cái câu chuyện nó phải có thông điệp thì nó mới có giá trị, chứ không phải câu chuyện cười để rồi cười khà khà rồi đi về không có cái gì hết. Cho nên đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn cái đội già nhất để thể hiện đó là chúng ta cần tiếp nối giá trị của những người đi trước, kinh nghiệm của người đi trước. Trong một cái đêm lửa như thế này, cái sức nóng nó làm cho chúng ta dễ dàng tiếp nhận thông điệp và bài học hơn. Và nếu ai đó trong chúng ta ngồi ở bên đống lửa này vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo, vẫn còn cảm thấy lo lắng bởi vì mình chưa được hâm nóng, thì chúng ta sẽ chờ đón cái đội thứ hai với cái bài Hãy Thắp Sáng Lên. Gọi hãy là ấm nến và sáng cho trần gian. Nam trên vai trách nhiệm của một người ban trị sự giữa chuyện giáo sư, đòi hỏi ngọn lửa của chúng ta cần tỏa sáng, tỏa nhiệt hơn nữa. Thế những ngọn lửa còn đang đỏ rực hay đang lơ lết đang chờ trực lụt lại, hãy cùng chúng mình thắp lên tình yêu, thắp lên niềm tin Giê-xu, để ngọn lửa Giê-xu ấy đến với được những người bạn trẻ đen chúng ta. Xin mời mọi người hãy cùng chúng mình bật đèn flash. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin nắm tay hai người hai bên. Vào khoảng năm 1996, có một người anh của chúng tôi trong cuộc sống ê chề bề bộn, rất là nhiều thứ làm cho anh ấy cảm thấy mệt mỏi, bế tắc. Anh ấy là một thầy dạy nhạc, anh ấy là một nhạc công, anh ấy là một nhạc sĩ. Tối hôm đó, anh ấy ngồi buồn, thầm thỉ với Chúa: Chúa ơi, con mệt mỏi, con bế tắc quá, chắc con nghỉ chơi Chúa ra quá. Con thấy cuộc sống con không có đẹp một chút nào hết, con buồn quá, con nghỉ chơi Chúa. Vừa nói như vậy, điện cúp một cái rụp, bóng đen tới thui. Anh ấy nghĩ: Chúa làm cái gì vậy? Con mới vừa nói là Chúa cho con đen thui luôn. Và anh ấy cảm thấy ê chề hơn nữa. Nhưng mà tự nhiên ở đâu đó, ở trong lòng anh, nó thốt lên một cái câu là: nếu xung quanh tối mà con cũng tối nữa thì nó sẽ là cái gì? Trong đầu anh mới lóe lên một cái suy nghĩ là mình phải vùng lên, mình phải bừng sáng lên, mình đi kiếm cái đèn cày, mình đốt lên mới được. Anh bực dậy và trong đầu anh lóe lên một cái câu là: hãy thắp sáng lên. Và anh bừng dậy, vừa mới bừng dậy thì có điện trở lại. Anh ngồi ngay vào bàn, viết một mạch 30 phút, có một sáng tác là hãy thắp sáng lên mà chúng ta vừa mới hát. Đó là nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến. Và mãi cho đến năm 2000 thì Ban Bộ của Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn mới lấy cái bài này làm chủ lực của Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Và bất kỳ một kỳ họp mặt nào, chúng tôi phải hát bài này. Đó là Mục vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Ý nghĩa của bài hãy thắp sáng lên, cho dù chúng ta có bế tắc, cho dù chúng ta có mệt mỏi, chúng ta hãy nhớ con có Chúa mà. Trừ khi con không biết Chúa là ai thì cuộc đời con bỏ đi. Và đó là cái nội dung của bài hát đó. Nhưng nếu những người chưa có Chúa thì sao các bạn? Mỗi một ngày thức dậy mà người ta không có Chúa giống như chúng ta thì người ta sẽ hướng về ai? Tôi mời các bạn chơi với tôi một trò chơi. Xin mời tay đâu, tay đâu. Quan sát nha, sau đó lặp lại nha. Hai cái tay đặt lên ngực, rồi mở ra hai bên. Rồi xin lặp lại sau tôi mỗi câu. Con đi trên bàn tay. Con đi trên bàn tay. Rồi lặp lại nha. Con đi trên bàn tay. Rồi tay phải nè, nắm lấy cái tay trái, chụm lại, cầm cái con tim của mình trao qua cái người bên phải, cái tay của người bên phải đó. Tôi trao cho anh này. Rồi, rồi, trao rồi, lỡ trao rồi, nắm luôn cái tay người ta luôn. Rồi chưa? Cái tay mình thì nắm cái tay bạn mình. Rồi cái tay còn lại mình cũng nắm bên kia luôn. Hai tay nắm lấy, bắt đầu mình đông đưa. Xin nghe nè. Đông đưa nơi bàn tay. Đông đưa nơi bàn tay. Sau đó buông tay ra, khoát tay nhau. Tình yêu thương mời đầy. Tình yêu thương mời đầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát từ đầu và sau đó mình làm cùng với nhau nha. Con tim trên bàn tay. Ủa, quan sát thôi. Con tim trên bàn tay, tôi trao cho anh này. Đồng đưa nơi bàn tay, tình yêu thương vơi lầy. Hò lơ, hò lơ, hò lơ. Hò lơ, hò lơ, hò lơ. Thấy đâu, thấy đâu. Làm chung với nhau. Con tim trên bàn tay, tôi trao cho anh này. Đồng đưa. Bây giờ câu thứ hai là tôi trao cho em này. 2, 3. Con tim trên bàn tay, tôi trao cho em này. Đồng đưa nơi bàn tay, tình yêu thương vơi đầy. Hò lơ, hò lơ, hò lơ. Hò
Chúa đó thì họ sẽ trao nhau tình thân. Mỗi một buổi sáng họ thức dậy đó, thay vì chúng ta là hướng lên Chúa đọc một kinh dân ngày, thì họ sẽ hướng lên một cái tình yêu, họ hướng lên một cái niềm vui với người khác. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái đội mà khi mà nghe tới tên thôi là mình đã thấy dễ thương rồi, yêu thương rồi. Đội nào ạ? Báo Hồng với Sắp ở Happy Day. Chúng ta cùng
tay lên nào. Làm ý như vậy, đưa tay lên nào. Lắc lắc cái tay. Cúi thơm cái người. Đi một ngày đèn là ta học một sàn khô. Đi hai ngày đèn là ta học hai sàn khô. Anh em tôi từng ngày chỉ có đường dài, đi đến nơi rồi ta có đầy một túi khô. Đi một ngày đèn là ta học một sàn khô. Đi hai ngày đèn là ta học hai sàn khô. Anh em ta ơi, từng ngày đi con đường dài, đi đến nơi rồi ta có đầy một túi khô. Danh là đi xa để làm mà không có học gì được hết.
mang cái tiếng là năng động để đi học hỏi, nhưng mà cuối cùng mình đóng cái lòng của mình lại, đóng cái đầu của mình lại, không có hại gì được hết. Có những người mãi mê đi nhưng mà chỉ chơi thôi. Giống như người ta hay nói giới trẻ của chúng ta đó, giới trẻ thì cứ vui nhưng mà đừng có vui quá. Vui mà phải học, vui mà phải có cái gì, đừng có cười hả hả rồi không có gì cả. Có một đội tiếp theo sẽ cho chúng ta một cái thông điệp rất là hay. Cái đội này rất là nhanh, đi rất là xa, mà đến nỗi đi xa mà lạc luôn. Chúng ta sẽ chờ đón Kim Lạc trở về với đội báo đố. Xóm đạo nghèo có một chàng trai tên là Dũng, là một lễ sinh gương mẫu. Hàng ngày dù bận rộn đến đâu đi chăng nữa, đều sắp xếp thời gian để đến với Chúa. Hết những tháng ngày học sinh, cậu chia tay gia đình đến với Sài Gòn xa hoa và hứa hẹn. Thời gian đầu bạn vẫn chuyên tâm học hành, đi lễ hàng ngày. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Khi ở cùng trọ với những bạn xấu, những tình huống quái âm đã xảy ra. Xóm trọ ngày hôm ấy, chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Dũng lại đón tiếp cơn bão ngày thứ hai. Là anh mày? Là ông bài. Ôi học nữa mày. Trời ơi, thời đại này không có gì. Ngoài kia có quán bar kìa, nó đang khuyến mãi và miễn phí rồi, mày đi với tao. Cuộc sống bê tha của Dũng diễn ra. Hàng ngày sớm say kỳ xỉn, một đầu lễ sinh ngày nào thì không còn ở trong con người của cậu. Một ngày trên đường say xỉn, cậu trở về đi ngang qua sân nhà thờ. Khi đó có một nhóm bạn sinh viên Công giáo đang sinh hoạt tại đây, thì đột nhiên Dũng đến. Nó bị cái gì vậy? Nó bị cái gì vậy?
Bạn muốn gì thì trở về phòng trò để chuyện thôi. Một tuần sau, Quý Dũng trở lại. Các bạn sinh viên này là đến tìm Dũng để hỏi thăm và ý hứa muốn rủ Dũng đi sinh hoạt trở lại với các bạn. Đồng thời, các em xã hội khác cũng xuất hiện. Biến đổi, thực hành muốn trở về với Chúa thì người sẽ có cách đưa chúng ta quay trở về tìm gặp người. Mời các bạn cùng với chúng tôi nâng lên bài hát Lạy Mẹ Đức Kitô Hữu. Lạy Mẹ Đức Kitô Hữu, biến đổi cuộc đời mình, cảm ơn Đức Kitô, con nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh. Kinh điển rất là truyền thống. Đôi khi chúng ta tiếp nhận một cái thông điệp truyền thống, một cái gì nó quá là kinh điển, có thể chúng ta sẽ rất là xem thường. Cho nên chúng tôi nhận thấy ngay từ lúc đầu các bạn dường như không có màn quan tâm, các bạn có thể dễ dàng cười cợt ở trên cái vở kịch đó, các bạn có thể góp những cái lời xì xầm cho cái vở kịch đó, bởi vì nó kinh điển quá, bởi vì nó truyền thống quá. Mà người trẻ của chúng ta thì muốn có cái gì nó lạ, cái gì nó sốc, và đôi khi nó sốc mà mình không có giữ được thì mình đi theo cái sốc đó luôn. Có những cái quyến rũ nó mời gọi chúng ta, nó hấp dẫn lắm, bởi vì nó không có kinh điển, nó lạ đối với chúng ta, nó làm cho chúng ta cảm thấy thích thú, nó làm cho chúng ta cảm thấy được kích thích để chúng ta đi theo, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể quay trở lại được. Nhưng mà nghĩ với lại thực tế nó hơi khác. Xin mời các bạn cứ ngồi và các bạn càng gần đống lửa được bao nhiêu càng tốt. Tôi muốn mời gọi các bạn có được cái hơi ấm của ngọn lửa. Xin chúng ta cứ tự nhiên xích vào to cuốn bay nhà. Bye.
Kumbaya, my love. Kumbaya. Kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Oh, kumbaya. Oh, kumbaya. Xin hát cùng với nhau nguyên một bài. Kumbaya, my love, kumbaya. Được Đức Kitô, chúng ta ở cùng Đức Kitô, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trùng mền lại, ngủ cùng với Đức Kitô. Chúng ta sẽ đóng kín cửa lại để chúng ta giữ Ngài. Thành kế hoạch xong chưa? Dạ vâng, kế hoạch sắp tới của phòng kế toán đây ạ. Tôi giao cho cậu mà cậu chỉ làm được đến đây thôi sao? Dạ, dạ, em xin lỗi sếp ạ. Đây, cậu về làm lại cho tôi. Tôi cho cậu thời gian 2 ngày, cậu phải làm xong cho tôi. Trời ơi, chán quá. Tôi đã cố gắng hết sức mà sao lúc nào cũng bị sếp la. Nản thật.
cha là con là thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa thưa Chúa Giêsu kính mến, Chúa biết gánh nặng chúng con đang mang, gánh nặng của những gương mặt rã rời vì kiệt sức, gánh nặng của những nỗ lực hết sức mà chẳng được gì, gánh nặng của những giọt nước mắt vì lực bất tòng tâm. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc và được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen. Hai ngày sau, dạ sếp, cho em gửi bản kế hoạch ạ. Tốt, cậu làm tốt lắm. Tôi tin vào năng lực của cậu mà. Và rất là nhiều lần chúng ta thèm có được một cái gợi ý kinh điển, một cái sự nhắc nhở truyền thông để chúng ta nhớ lại. Nhưng mà dường như đâu đó ngoài xã hội bây giờ sắp mai một, nhan nhản ở trên TV chỉ là giải trí, trong xã hội chỉ là chóng qua những cái tin giật tiếp để chúng ta chú ý. Nhưng mà sau khi xem xong thì dường như nó không kể lại gì cho chúng ta thì phải, hay chỉ là một tiếng cười. Chúng ta thèm lắm một cái gì đó truyền thống, tử tế và kéo chúng ta lại. Tiếng mục cuối cùng,
với một cái thông điệp là nếu chúng ta mệt mỏi hãy chậm lại, hãy tìm đến một cái điểm tựa và không bao giờ mất đi. Kết hợp với điểm tựa đó, chúng ta vững vàng hơn. Xin lặp lại sau tôi mỗi câu: Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, Ngài là ánh sáng, Ngài là ánh sáng, xin cho con, xin cho con được tan cháy trong Ngài, được tan cháy trong Ngài. Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, Ngài là đường đi, Ngài là đường đi, xin cho con, xin cho con đồng hành với Chúa, đồng hành với Chúa. Xin cho con, xin cho con với Chúa vào đời, với Chúa vào đời, để trần gian, để trần gian tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tiếng cười. Xin cho con, xin cho con với Chúa vào đời, với Chúa vào đời, để trần gian, để trần gian tràn hòa, tràn hòa niềm vui. Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, Ngài là ánh sáng, Ngài là ánh sáng, xin cho con, xin cho con tan cháy trong, được tan cháy trong Ngài. Giê-xu ơi, Giê-xu ơi, Ngài là đường đi, Ngài là đường đi, xin cho con, xin cho con đồng hành với Chúa, đồng hành với Chúa. Xin cho con, xin cho con với Chúa vào đời, với Chúa vào đời, để trần gian, để trần gian tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tiếng cười. Xin cho con, xin cho con với Chúa vào đời, với Chúa vào đời, để trần gian, để trần gian tràn hòa niềm vui, tràn hòa niềm vui. Thưa các bạn, bất kỳ một cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, và cuộc đời chúng ta như một cuộc vui. Nếu chúng ta chỉ muốn cuộc vui của chúng ta có tiếng cười thì chúng ta sẽ chọn tiếng cười. Nếu chúng ta muốn cuộc vui của chúng ta có những giá trị thì chúng ta chọn giá trị. Nhưng nếu chúng ta muốn cuộc vui của chúng ta và cũng là cuộc đời của chúng ta có Chúa thì chúng ta chọn Chúa. Giờ đây ngọn lửa thực thể đang tàn dần, chỉ còn lại đống than thôi. Hơi ấm nó gần với chúng ta. Xin Chúa biến đổi cái ngọn lửa thực thể mà chúng ta nhìn thấy này thành một cái ngọn lửa vô hình nhưng mà đầy sức mạnh ở nơi lòng chúng ta, để chúng ta can đảm dấn thân trong cuộc sống. Chúng ta nhớ chúng ta là một người trẻ Kitô hữu, để đem lửa nhiệt tình của chúng ta, lửa không quản ngại của chúng ta dấn thân.
qua biết bao nhiêu những khó khăn, những giằng co, suy nghĩ để chúng ta quyết định tham dự khóa huấn luyện giới trẻ. Tất cả những quyết định của chúng ta đưa ra chắc chắn không nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta là những người có Chúa Thánh Thần và Ngài soi sáng cho những quyết định của chúng ta để chúng ta có được một chọn lựa đúng đắn nhất. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã soi sáng cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa đã dẫn chúng ta đến đây từ các giáo xứ của ba giáo hạt An Bình, Long Khánh và Gia Lai. Chắc cũng có những bạn đã biết nhau từ trước, nhưng đa phần là các bạn chưa biết mặt nhau và đây là lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau. Chúng ta đã được chia theo tổ để chúng ta hòa nhập vào cuộc sống chung, và đó là điều mà Chúa đang ban cho chúng ta, một món quà quý giá để giúp chúng ta có được tinh thần sống hiệp hành với nhau dù chúng ta ở nhiều nơi khác nhau, ở nhiều xứ khác nhau quy tụ về đây. Và chính Chúa Thánh Thần đã nối kết chúng ta lại với nhau. Như ngày xưa Ngài đã nối kết các tông đồ để các tông đồ được hiệp nhất, yêu thương, rồi từ đó ra đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần quy tụ nơi đây để kết nối chúng ta lại với nhau, để chúng ta gặp gỡ nhau và gặp được chính Chúa Giêsu phục sinh nơi những người bạn cùng đồng hành với chúng ta trong khóa huấn luyện này. Để khi chúng ta trở về giáo xứ của chúng ta cũng loan báo: tôi đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh nơi chính những người bạn cùng trong khóa huấn luyện với tôi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay đã gửi đến cho chúng ta những người huấn luyện viên để huấn luyện chúng ta trong khóa huấn luyện này. Các huấn luyện viên là những người đang thay mặt Chúa để hướng dẫn chúng ta, trao gửi cho chúng ta những kinh nghiệm và giúp cho chúng ta có được những bài học rất quý giá để làm hành trang cho cuộc đời phục vụ của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi đến cho chúng ta quý vị ân nhân và cả những người âm thầm giúp đỡ chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta có được một khóa huấn luyện. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được gặp gỡ nhau, được sống bên nhau. Và từ trưa cho tới bây giờ, chúng ta đã sống bên nhau như anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta chan hòa niềm vui, sự yêu thương. Điều này giúp chúng ta nhớ là cộng đoàn sơ khai của giáo hội, họ sống yêu thương hiệp nhất với nhau. Và nhiều người nhìn vào đó
mà nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Chính đời sống yêu thương của chúng ta sẽ giúp cho người khác nhận ra được Chúa Giêsu phục sinh nơi chính mỗi người chúng ta. Trong giờ phút cuối ngày này, màn đêm buông xuống, mọi sự im lặng như là một sự nghỉ ngơi mà Thiên Chúa ban cho vũ trụ này. Chúng ta cũng sắp bước vào sự nghỉ ngơi đó, dù chỉ là một sự nghỉ ngơi thể lý, nhưng chúng ta tin rằng vẫn có Chúa luôn cùng đồng hành và nghỉ ngơi với chúng ta. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta qua một đêm nay được mọi sự bình an, để rồi ngày mai chúng ta thức dậy, chúng ta tiếp tục có được năng lượng cho một ngày học tập, bồi dưỡng. Như xưa Chúa đã ở lại với các môn đệ, xin Chúa cũng ở lại với mỗi người chúng ta trong đời này. Các bạn giữ trẻ chúng ta dành một giây phút thinh lặng để chúng ta cảm ơn riêng với Chúa. Các bạn có thể nhớ là một ơn nào đó trong ngày hôm nay mình đã lãnh nhận được để mình tạ ơn Chúa về điều đó, mà chỉ có Chúa và ta biết mà thôi. Chúa đón nhận những lời tạ ơn của mỗi người chúng con, và xin Chúa chúc lành cho chúng con qua một đêm được bình an.